Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube tập yoga và đi du lịch của blog Yogi Travel VN. Bài hôm nay không phải là một bài tập yoga như mọi ngày nữa mà là một vlog chia sẻ về bí quyết đi du lịch. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách mà mình đóng gói pack đồ đạc cho chuyến du lịch Nepal 2 tuần. Nào, xách ba lô ra và sẵn sàng đóng đồ đi du lịch thôi. Đây là tất cả những đồ đạc mà mình sẽ mang theo trong chuyến đi du lịch Nepal 2 tuần của mình. Thường thì mình mang theo hai ba lô. Một ba lô nhỏ này mình sẽ mang theo bất cứ khi nào mình đi những chuyến leo núi ngắm, những ngày mà mình đi vòng vòng quanh thành phố, đi thăm đền, chùa, thì mình sẽ luôn luôn mang theo ba lô này để đựng những vật dụng cần thiết cho mình như là bình nước, passport, tiền bạc thì mình sẽ giữ trong ba lô này, những vật bất ly thân. Ba lô này là ba lô lớn hơn một chút xíu thì mình sử dụng để đựng những vật dụng sinh hoạt khác như là áo quần, đồ sinh hoạt, giày dép này kia thì mình sẽ để trong ba lô lớn này. Thì thường thì mình không mua hành lý ký gửi và mình chỉ không mua hành lý xách tay, không mua hành lý ký gửi, đúng rồi, sorry, nên mình sẽ chỉ mang hai ba lô này thôi. Và thường thì số lượng ký của mình sẽ chênh lệch chút xíu, 7 ký, 7 ký rưỡi, 8 ký, nhưng mà mọi người thấy dễ thương nên các chị check hành lý ở sân bay cũng không để ý lắm. Và ngoài thứ nhất là hai ba lô, cái thứ hai mà mình chuẩn bị đó là hai đôi giày, một đôi giày và một đôi dép leo. Đôi giày này dùng để leo núi, dùng để đi bộ trong thành phố, để đi xung quanh. Đôi dép leo thì dùng trong những trường hợp mà đi nước hoặc là về khách sạn thì mình sử dụng cái này, dép leo. Cái thứ tiếp theo đó là một cái túi nhỏ dùng để đựng những vật dụng rất là quan trọng như là passport, card, credit card và tiền đô, đổi tiền đô. Hôm trước mình có chạy khắp nơi để đổi tiền, mình chạy một vài chỗ để đổi tiền Nepal nhưng mà ở đây người ta không có tiền Nepal nên cách tốt nhất là bạn nên mang theo tiền đô và đổi ở sân bay Nepal. Thì cái túi này sẽ đi vào bên trong ba lô này và nằm ở đây trong suốt hành trình luôn. Vật dụng tiếp theo mà mình phải mang đó là áo quần. Đây là tổng số quần mà mình sẽ mang theo. Mình mang theo một cái quần jean baggy, một cái quần dài, một cái quần short và ba cái quần legging của Centric. Áo, mình sẽ mang theo một cái áo dài tay. Áo này áo dài tay để giữ ấm ở bên trong. Trong trường hợp mà mình đi leo núi cao hoặc là thời tiết chuyển lạnh thì mình mặc ở bên trong. Cái thứ hai nữa là một cái áo sơ mi form rộng. Áo sơ mi này dùng để khoác ở ngoài trong trường hợp mà mình đi vào đền, chùa hoặc là mình đi ra ngoài trời nắng hoặc là mình quấn ở khoanh hông. Nếu mà trường hợp mình mặc quần legging hay là mình mặc đồ ngắn, mình có thể đi được vào chùa bằng cách là cuốn cái áo này xung quanh. Mình mang theo 1, 2, 3, 4, 5 cái áo thun. Đây là toàn bộ áo và quần. Tiếp theo đó là hai bộ đồ mềm mỏng dùng để mặc nằm ngủ buổi tối, đồ nằm ngủ buổi tối và cái mà bạn không thể quên được khi đi Nepal đó là, tại vì lúc mà bạn leo núi cao thì nó rất là lạnh nên mình mang theo hai cái áo khoác. Áo khoác này là áo khoác mỏng dùng để sử dụng trong lúc mà mình ở dưới Kathmandu hay là Pokhara thì nó không lạnh lắm nên mình có thể sử dụng áo này, nó ôm vào sát người và nó mỏng nên không bị nóng lắm. Áo thứ hai đó là một cái áo khoác dày. Áo này mình nhét được vào trong cái túi này nè nên rất là gọn. Áo dài nha, áo của The North Face. Thì mình đóng áo này vào trong túi và cất ở đây. Mà có mang theo một cái váy ngắn mềm nhỏ nhỏ, váy thun mềm, phòng trừ trường hợp mà mình hết đồ không có mặc thì mình sẽ dùng cái này để mặc. Tiếp theo là bra, underwear và quần, đầu lót và vớ. Mình mang theo 1, 2, 3, 4 đôi vớ và một vài cái underwear, 5 cái underwear. Tùy theo số lượng quần thì bạn mang số lượng underwear tương ứng. Cái thứ hai nữa là mình bỏ vào bịch như vậy nha cho nó gọn. Cái thứ hai nữa là bra. Bra thì mình thường mang bra thể thao và những cái bra mềm gạch mà trong một đêm là nó khô á. Thì mình mang theo 4 cái bra và mình để vào một bịch như vậy thì nó sẽ gọn hơn. Rồi vật dụng tiếp theo mà bạn phải mang theo đó là đồ ở trong nhà tắm. Mình cất tất cả thứ đồ ở trong nhà tắm và đồ skincare mình trong cái bịch này cho dễ. Mình show cho mọi người coi nè. Đây, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn ướt, chỉ nha khoa, kem, sữa rửa mặt, sữa tắm, tẩy trang bởi vì mình dùng nhất là các bạn nữ, mấy bạn bôi kem chống nắng ban ngày thì buổi tối nên xách theo một cái lọ nhỏ nhỏ tẩy trang cho sạch da. Sữa, kem, dầu gội đầu, dầu xả và cái hộp nhỏ nhỏ này mình đựng bông tẩy trang và cái này gọi là cái gì ta, cái đồ ngoại tai mà bằng bông á, lúc mình gội đầu thì nước hay vô tai nên mình sử dụng cái này, mình đóng nó nhỏ nhỏ vô cái hộp và để hết vô đây. Đây là tất cả các đồ dùng nhà tắm cho 2 tuần của mình, để hết vào cái bịch này. Vật dụng tiếp theo đó là ôi con chuột này không liên quan. Mình mang theo 2 cái khăn, một cái khăn nhỏ này dùng để quàng cổ giữ ấm khi mà mình có thể đi ngoài trời nắng, mình cũng cần cái này choàng lên đầu. Và cái khăn này này mới là bí quyết này, mình rất thích cái khăn này, mình mua khăn này ở Sri Lanka hồi 1 năm trước. Đây là cái khăn thổ cẩm mà mình rất thích. Khăn này dùng được cho rất là nhiều tác dụng, sử dụng được nhiều tác dụng khi bạn đi du lịch luôn. Thứ nhất là bạn có thể quàng qua người giữ ấm, hoặc là bạn có thể quàng lên cổ trong khi mà trời lạnh. Cái thứ hai nữa là bạn có thể trải ra trong những trường hợp mà cái hâu theo nó dơ quá, bạn có thể trải ra, lót ra rồi bạn nằm ở bên trên. Hoặc là bạn đi vào đền, chùa, hoặc là những cái cảnh mà bạn muốn chụp hình mà mang váy á, thì bạn cuốn nó quanh người, nó cũng sẽ thành một cái váy. Đó, đây là cái hình mà mình chụp ở đâu ta? Ở Phnom Penh. Ở Phnom Penh mình sử dụng cái này nè để cuốn thành váy. Mà mấy bạn hỏi là mình mua váy ở đâu? Thực ra không phải là váy nha, mà là cái khăn này nè. Đây là cái khăn. Cái tiếp theo nữa là những vật dụng khác. Mình mang theo một cái túi nhỏ để đựng đồ dơ. Cái túi mềm mềm này mình đựng đồ dơ để tách biệt ra với những cái đồ sạch của mình mà mình vẫn có thể nhét chung ba lô. Cái thứ nữa đó là mình mang theo một cuốn sổ notebook nhỏ nhỏ, một cái viết nhỏ nhỏ để take note trên đường đi. Nón để đội, tại vì ở Kathmandu và leo núi trời rất là nắng. Một bình nước để mang nước theo. Bình nước này của Centric tặng mình đó, đây nè. Kem chống nắng, những cái này là bắt buộc bạn phải cầm đi, tại vì rất là cao gần mặt trời nên bức xạ mặt trời rất là lớn, bạn phải bôi kem chống nắng khi bạn ra ngoài. Mắt kính, khẩu trang. Kathmandu nổi tiếng là thành phố bụi mờ nên bạn phải nhớ mang theo khẩu trang. Những thiết bị, quên cái này nữa, son dưỡng ẩm vào buổi tối. Trên núi cao hơi lạnh và khô nên bạn nhớ mang theo cái này cho môi nha. Tiếp tục đó là cái này là cái tai nghe nhạc, tại vì di chuyển giữa các thành phố thì rất là xa, đường rất là xấu, bạn cần cái gì đó để giải trí. Tai nghe nhạc nè, cái này là Kindle để đọc sách trên đường, trong khi ngồi chờ máy bay hoặc là lên xe buýt. Cái này vui nè, cái này là cái còi. Mình mua cái còi này 3 năm trước trong chuyến đi Ấn Độ của mình. Tại vì mọi người đọc tin ở trên mạng thấy Ấn Độ rất là ghê gớm, rất là sợ, nên mình cần cái gì đó bảo vệ. Nhưng mà mình lại không có mang dao hay là mang bình xịt hay cái gì được, nên mình chọn giải pháp đó là mang theo cái còi này trong bất cứ khi nào mình đi ra ngoài. Và vậy là cái còi này đã nằm trong ba lô mình 3 năm rồi, mình chưa sử dụng nó lần nào hết. Nhưng mà mỗi khi đi du lịch thì mình chắc chắn mang theo cái còi này và cảm giác an toàn hơn, yên tâm hơn. Đặc biệt là đi leo núi, nhớ mà lạc thì còn hú lên cho mọi người nghe nha. Bạn nhớ mang theo cái còi. Tiếp theo là điện thoại. Sạc điện thoại này có thể sạc được cho Kindle luôn nên không cần mang theo. Cái này camera đang dùng để quay phim rồi. Đây là đồ sạc của camera. Mình có một vài dự án đang làm dở cho nên phải mang theo máy tính nữa. Và hết, đây là tất cả những vật dụng mà mình pack và sử dụng cho 2 tuần ở Nepal. Bây giờ mình sẽ chỉ cách bạn cuốn và để gọn vào ba lô như thế nào nha. Đối với áo quần á, thì bạn nên cuốn gọn lại nè. Bạn cuốn tròn lại, bạn nắm ở mép và bạn cuộn lại. Xong rồi nếu được nữa bạn lấy giấy thun bạn cột lại ở ngoài, hoặc là bạn lấy cái bao mà bọc thức ăn, hoặc là bao mà đúng rồi, cái màng bột thực phẩm á, bạn cuộn ở ngoài, nó sẽ gom thành một cái gói rất là nhỏ và nó đỡ ướt nữa, tại ba lô này của mình không thấm nước nên trước khi đi mình cuộn nó lại bằng cái màng thực phẩm như vậy, nhét nó vô, chồng nó lên nhau thì nó để được rất là đỡ tốn diện tích. Thế rồi chỉ vậy thôi. Giày thì mình mang khi lên máy bay, hoặc là mình sử dụng cái lỗ ở trong giày này mình đựng những cái thứ như là mình có thể nhét được một cái quần mỏng ở trong cái giày này luôn á, nhét vô trong này nè, đỡ tốn diện tích. Xong rồi hết rồi, đó là tất cả những vật dụng sử dụng cho chuyến đi Nepal 2 tuần. Chút nữa mình sẽ show cho mọi người mình đóng gói vào hai cái ba lô này như thế nào nha. Đây là nón, khăn, áo khoác mỏng, áo thun và quần jean mình sẽ mặc khi lên máy bay, và đôi giày nữa. Đây là những thứ mình để ngoài để lúc mình mặc đi lên máy bay. Và vậy là đã hoàn thành xong challenge packing cho 2 tuần Nepal trong hai cái ba lô nhỏ này. Mình sẽ mang một cái ba lô ở sau lưng. Thường thì mình mang ba lô này ở sau lưng, thắt dây lại như vậy. Và ba lô này mình mang phía trước ngực. Đó, ten vậy là xong rồi. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong vlog lần sau. Chắc chắn sẽ là một chia sẻ về Nepal hoặc là tập yoga ở Nepal. Nhớ bấm nút đăng ký, nút like, share nếu bạn thích video này nha. Tạm biệt mọi người, bye bye.